Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thường Anh Chị. Mẹ của Goo Hye Sun đã khóc rất nhiều và khuyên vợ chồng Goo Hye Sun cố gắng hàn gắn với nhau. Câu chuyện ly hôn của Goo Hye Sun và chồng trẻ Ajawin vẫn chưa dừng lại. Họ tiếp tục đưa ra những bằng chứng tố cáo lẫn nhau. Tuy nhiên, mới đây người mẹ của Goo Hye Sun đã tiết lộ rằng bà đã rất buồn và khóc vì thương con gái, thương cho cuộc hôn nhân của con gái. Bà vẫn luôn hy vọng con gái của bà sẽ hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của mình. Tuy nhiên, sự đổ vỡ vẫn xảy ra. Bà đã cố gắng khuyên vợ chồng con gái hàn gắn tình cảm với nhau để có thể xây dựng lại gia đình. Tuy nhiên, hiện tại điều đó khó có thể xảy ra. Goo Hye Sun trước đó đã chia sẻ một đoạn tin nhắn. Cô đã nhắn cho chồng, trong đó cô muốn chồng nghe điện thoại và cùng mình bàn bạc về việc ly dị. Thay vì để công ty nhúng tay vào vụ ly dị, nữ diễn viên gửi cho chồng đoạn tin nhắn: "Nếu tôi rời công ty và chúng ta ly dị, tôi sẽ không có công ăn việc làm, thế nên xin trả lại cho tôi khoản tiền còn thiếu tại ngôi nhà ở Jongin của chúng ta. Hãy làm những việc anh đã hứa về vụ ly dị với lý do như chúng ta đã trao đổi trước đó. Lòng anh đã thay đổi, niềm tin không còn nữa. Tôi sẽ chấp nhận thực tế. Hãy nói ra sự thật và trả lại cho tôi sự công bằng."